Hầu hết các quốc gia đều chi thưởng lớn cho các vận động viên khi giành huy chương tại Olympic Paris 2024. Thể thao Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo Nghị định số 152 năm 2018 của Chính phủ, vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng Olympic sẽ được thưởng 350 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục sẽ được thưởng thêm 140 triệu đồng, tổng cộng là 490 triệu đồng. Vận động viên Việt Nam giành huy chương bạc Olympic được thưởng 220 triệu đồng. Huy chương đồng Olympic được thưởng 140 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là mức thưởng theo quy định của nhà nước. Còn trên thực tế, các vận động viên được nhận mức thưởng cao hơn rất nhiều. Theo xác nhận của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, ngoài mức thưởng theo quy định, các vận động viên của Việt Nam sẽ nhận được thêm mức thưởng từ các nhà tài trợ. Cụ thể, vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng Olympic sẽ được thưởng 1 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 25 tỷ đồng. Huy chương bạc là 500.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 12,5 tỷ đồng. Và huy chương đồng là 200.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều liên đoàn thể thao của Việt Nam cũng đã trao thưởng hậu hĩnh cho vận động viên dự Olympic 2024. Liên đoàn bắn súng Việt Nam cam kết thưởng 500 triệu đồng cho một huy chương vàng, 300 triệu đồng cho một huy chương bạc và 200 triệu đồng cho một huy chương đồng Olympic. Liên đoàn quyền anh Việt Nam cũng công bố mức thưởng cho hai vận động viên Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Anh nếu giành huy chương vàng tại Olympic 2024 sẽ nhận được 500 triệu đồng, 350 triệu đồng nếu giành huy chương bạc và 200 triệu đồng cho huy chương đồng. Theo khảo sát của tờ USA Today của Mỹ, ba quốc gia có mức thưởng cao nhất dành cho các vận động viên giành huy chương vàng ở Olympic Paris 2024 gồm Serbia, Malaysia và Maroc. Vận động viên sẽ nhận được mức thưởng trên 200.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Có 6 quốc gia có mức thưởng trên 100.000 đô la Mỹ, trong đó đứng đầu là Italia với mức thưởng hơn 193.000 đô la Mỹ, tương đương 4,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khảo sát của tờ USA Today được cho là chưa đầy đủ khi tờ báo này khảo sát ở 40 quốc gia nhưng chỉ có 25 quốc gia xác nhận mức thưởng huy chương cho các vận động viên ở Olympic Paris 2024. Với việc Thái Lan và Malaysia đồng loạt giành chiến thắng, U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á. U19 Việt Nam mới có được một điểm xếp thứ 3 bảng B. Cho dù có được ngôi nhì bảng nếu thắng Lào, U19 Việt Nam vẫn xếp sau đội nhì bảng C, khi mà Thái Lan và Malaysia đều đã có 6 điểm sau 2 lượt trận. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chắc chắn bị loại. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn cần phải quyết tâm thắng Lào ở lượt trận cuối cùng. Nếu không thể đánh bại đối thủ này, U19 Việt Nam sẽ chạm mốc chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, nếu không giành được 3 điểm, đây là lần đầu tiên Việt Nam không thắng bất kỳ trận đấu nào ở các giải U19 Đông Nam Á đã tham dự. Trước đây, ở bất kỳ giải U19 trong khu vực từng thi đấu, U19 Việt Nam đều có ít nhất 2 chiến thắng. Trong 18 lần giải U19 Đông Nam Á 2024 tổ chức trong quá khứ, U19 Việt Nam có 14 lần vượt qua vòng bảng, 1 lần không dự giải vào năm 2008 và 3 lần bị loại ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý, từ năm 2017 đến năm 2019, U19 Việt Nam có 3 lần liên tiếp không thể vượt qua vòng đầu tiên. Giải U19 Đông Nam Á là giải đấu trẻ quan trọng trong khu vực, nhưng thường xuyên có điều chỉnh về thể thức thi đấu, các khách mời. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Lào diễn ra lúc 15 giờ ngày 24 tháng 7. Với màn trình diễn đẹp mắt, dàn dựng công phu, tiết mục đu nón bốn nữ chinh phục hội đồng giám khảo, giành huy chương bạc tại Liên hoan siếc thế giới Idol lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Thông tin từ nghệ sĩ nhân dân Tấm Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn siếc Việt Nam, màn trình diễn đu nón bốn nữ để lại ấn tượng trong lòng khán giả và đồng nghiệp quốc tế. Lần đầu tiên, siếc Việt đoạt huy chương tại Liên hoan siếc quốc tế lớn nhất do Liên bang Nga tổ chức. Dựa trên ý tưởng nón lá Việt Nam, đạo diễn Tống Toàn Thắng đã thiết kế đạo cụ phù hợp để bốn nữ diễn viên đồng diễn đu trên cao. Không thiết bị hỗ trợ, không có dây bảo hiểm, đòi hỏi cả bốn nữ diễn viên thực hiện chuẩn từng động tác kỹ thuật, tuyệt đối không được mắc lỗi. Yếu tố bảo hiểm và kỹ thuật mới đưa tiết mục được chú ý ngay lần đầu trình diễn. Cả bốn nữ diễn viên Chu Hồng Thúy, Phạm Ngọc Hướng, Lưu Thị Hương, Lô Ngọc Thúy đã trình diễn thành công trước sự thán phục của đông đảo khán giả quốc tế. Đạt thành tích huy chương bạc đã ghi nhận nỗ lực tài năng của nghệ sĩ Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Liên hoan siếc thế giới Idol biểu diễn sân khấu nổi tiếng lớn nhất của khu vực Moscow, Liên bang Nga. Moscow là một trong những trung tâm nghệ thuật siếc lớn nhất thế giới. Liên hoan siếc thế giới quy tụ sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ siếc đến từ 17 quốc gia
gồm Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Guatemala, Philippines, Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Ba Lan, Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức,